hôm nay mình sẽ làm món rắn hầm với đu đủ cho các bạn xem nha. Rắn thịt không mà mấy bạn ơi. Mình xào sơ cho thịt rắn nó săn lại nha các bạn. Bây giờ thịt rắn bắt đầu săn rồi nè.
giờ mình bắt đầu làm nước chấm nha. Tại mình thích ăn muối á, cho nên là thích chấm muối mình làm nước chấm thôi. Còn mấy bạn thích ăn nước mắm á thì mình có thể là chấm với nước mắm cũng được nha. Trứng rắn vô nha mấy bạn. Bỏ trứng rắn vô xong mình sẽ bỏ đu đủ vô hầm luôn nha. Chết rồi, còn quên cắt một khúc mấy bạn ơi. Ngon mấy bạn, chưa chín mà mình đã chảy nước miếng rồi đó. Thơm quá. Bây giờ đu đủ cũng gục rồi nghe mấy bạn, gắn cũng chín rồi, mình bỏ hành vô. Xong rồi mình sẽ xới vài cái rồi nhắc xuống mình dùng nha mấy bạn. Thơm lắm.
dai nhưng mà ngon lắm. Giờ mình ăn thử cục đu đủ nha. Đu đủ dịu hết rồi, ngon, ngọt lắm. Bây giờ mình sẽ hấp thử một miếng nước nha. Ngon ngọt lắm các bạn. Ăn cái này uống coca đã quá mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cái đuôi của nó nha. Nếu các bạn thích kênh của mình hãy nhớ like, share, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Để xem tiếp video mới tiếp theo của mình. Bye, chào tạm biệt các bạn.